Chào tất cả các anh em nha. Hôm nay anh em cùng với mình sửa cái mũ mà hơ ghen dùng trong các cái tiệm nail. Cái này nó bị một số lần lét ở trong này bị hỏng. Mình cắm điện để cho anh em xem nó lỗi như thế nào nha. Đỏ đen này, mình nhận nút này, đen đỏ rồi ha, đen xanh đỏ rồi này. Ở trong này á, một số đèn led nó không đỏ ra, ví dụ như mấy cái này này, lúc đỏ lúc không, có đỏ mờ. Đó, lúc đỏ lúc không có đỏ mờ anh em nhé. Bây giờ mình sẽ mở ra xem tình hình như thế nào rồi cùng sửa nha. Rồi chúng ta cùng sửa nha. 5 con vịt, 5 con vịt anh em nha. Bắt đầu mình sẽ mở mở mấy con vịt này ra nha. À, anh em chờ đợi mình mở mở đủ 5 con vịt rồi anh em nha. Bây giờ bắn cái này ra nha, tìm một cái khe hở. Rồi ra rồi anh em ơi, ra rồi nha. Rồi xem bên trong thế nào nè, đó rất là thoải mái luôn. Mấy con vịt bạn điều khiển, mấy cái bảng này là bằng đen này, chính xác là bằng đen rồi. Cái này là nguồn này. Như vậy là muốn sửa bông mấy bông đen này là phải mở cái mấy miếng nhôm này ra, đen là nằm bên trong. Rồi mình sẽ mở từng cái một cho anh em xem nha. Bây giờ mình sẽ mở cái tấm này trước này, rồi sau đó mình tiến hành tìm hiểu. À, đèn như thế này là nó rất đơn giản này ha. Như vậy là hỏng cái nào là sửa cái đó, là thay cái đó thôi nha, rất đơn giản em nha. Rồi bây giờ mình đợi để mình bắt đầu hàng hoặc thay lại từng cái một nha, anh em đợi tí nha. Mình sẽ để lên cái bàn ủ điện này nha, để tăng nhiệt độ lên cho nó chi nó chảy ra, và sẽ tiến hành làm cho nó dính lại các bạn nha. Các bạn đợi một lát nha. Rồi mình là cho nó dính lại rồi đó. Bây giờ mình sẽ để nguội để thử anh em nhé. Dùng cái bàn ủi này để chi nó chảy ra cũng là một biện pháp để thay đèn led mà mình có một cái video trong cái kênh rồi nha. Anh em cứ vào kênh tìm cái video đó để xem xét nha. Rồi sau khi mình ấy mình đã hàng lại rồi nha. Sau khi mình hàng hai sợi dây màu vàng để cấp nguồn cho cái này ấy, là mình đã bắt vít vào bên trong rồi anh em nha. Bây giờ mình sẽ từ từ ráp lại. Khớp anh em nha. Gì đó đây chưa khớp sao? Rồi vô rồi anh em ơi. Mình sẽ bằng vịt lại nhé. Rồi đã hoàn thành cái bằng vít mà bây giờ sẽ tiến hành thử lại ha. Bây giờ cắm điện 220 lại nha anh em. Rồi đỏ đen rồi nè, mình sẽ nhấn on off. Rồi đèn xanh đỏ rồi các bạn, nhấn chế độ 60 giây này. Đó, các bạn thấy đẹp không, tuyệt vời không. Bây giờ mình sẽ kiếm một tờ giấy trắng để để nó phản chiếu đẹp hơn ha. Có tờ giấy trắng này nó phản chiếu đẹp hơn. Bây giờ mình test cho anh em nè, đen đỏ đẹp điều rồi anh em này, rất tuyệt vời luôn á. Đó.
quá tuyệt vời đó anh em nha. Bây giờ mình sẽ tranh thủ test cho anh em xem là off này, on này, chế độ này là nó đỏ mơ đến đỏ rõ anh em ạ. Thời gian nó dài là nó đỏ mạnh lên. Bây giờ mình test nhanh này, 10 giây nha. Rồi, 10 giây là nó sẽ tắt lên nè. Nó cái loại này nó có cái hay là đưa tay vào nó tự động đỏ anh em ạ. Nè, bây giờ mình sẽ đưa tay vào nó tự đỏ anh em ạ. Hay lắm. Rút ra là nó tự tắt à. Cho tới khi nào mình khô tay là nó tắt. Mình đưa tay vào ở đây nó thấy có hơi nóng ha, để cho nó máu khô này. Và cái đèn này đèn như dạng đèn cực tím á, để cho nó làm diệt khuẩn, có tính chất diệt khuẩn và nó sẽ sản phẩm nhanh. Các bạn nhớ ra cái này nó tự động hoàn toàn nha. Bây giờ mình thử lại nè. Ấm bàn tay của mình ở trong này nó ấm ghê luôn anh em ơi. Ấm ghê luôn. Quá tuyệt vời luôn rồi. Còn chế độ này mình đặt 10 giây là nó sẽ tự động tắt nha. Anh em thấy đèn nó tự tắt sau 10 giây nè. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tắt rồi. Nó rất là tỉnh giác luôn ha. Thôi hôm nay mình muốn giới thiệu cùng anh em như vậy để anh em có cái trải nghiệm về cái mũ nhãn hiệu Sinh Năm Ulet Neo Lam. Để mình chịu gần lên cho anh em thấy nha. Sinh Năm Ulet Neo Lam. Coi con cái nút này nút 30 giây này. 30 giây là nó sẽ tắt nè. Anh em chờ đợi là nó sẽ 30 giây là tắt đó. Rồi video xin dừng ở đây anh em nha. Vì cũng tạm gọi là thành công rồi đó. Rồi mình đã sửa một số đường led rồi. Đưa vào sử dụng được rồi đó. Cái này trả lại cho chị gái làm nail này. Và chúc chị làm ăn phát đạt thành công này. Còn anh em thì anh em thấy video này có lý hay thì anh em cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ video tiếp theo anh em nha. Rồi xin chào. Nó tự động tắt rồi nè, đưa tay vô là nó đỏ anh em nha. Rất là hay luôn, mình cảm thấy rất là vui và thích. Xin chào.